Vâng, hôm nay chủ đề của chương trình là cá độ, một việc mà vẫn bị coi là tệ nạn xã hội, đúng không Vân? Thực ra thì cho đến giờ phút này thì việc cá độ ở Việt Nam thì vẫn được coi là bất hợp pháp. Vâng, thật ra thì đó là với người Việt Nam thôi. Tuy nhiên đối với những người như Dâu, tức là những người nước ngoài sống ở Việt Nam thì tha hồ, đúng không? Đi casino, đi sống bạc thoải mái. Nhưng mà ở đây thì những người như Tư Anh, chẳng hạn mà đi casino thì là không được rồi, đúng không? Vâng, đúng là người Việt Nam hiện giờ thì chưa được phép đi casino ở Việt Nam. Như vậy được gọi là bất hợp pháp. Tuy nhiên là cũng nảy sinh một vấn đề là nếu như cấm như vậy thì liệu có ảnh hưởng đến những hoạt động khác và có dẫn đến những hoạt động ngầm hay không? Và chính vì thế mà chúng tôi đã đưa ra một chủ đề của ngày hôm nay. Đó chính là các bạn có ủng hộ việc hợp pháp hóa cá độ. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với phóng sự ở đầu chương trình của ngày hôm nay. Xin chào các bạn, mời các bạn đến với mục điểm tin thể thao của chương trình Kết nối trẻ VTV6. Năm 2006, chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính soạn thảo một nghị định về xổ số, đặt cược bóng đá và trò chơi có thưởng. Về vấn đề này, báo mạng thế hệ 8x.net và vnmedia.vn cùng đăng lại cuộc trò chuyện cùng với ông Huỳnh Vịnh Ái, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao, trưởng ban soạn thảo đề án đặt cược bóng đá. Quan điểm của chính phủ là hợp pháp hóa cá cược nhằm xây dựng một nền bóng đá trong sạch, lành mạnh thì nên có đặt cược bóng đá, hướng dẫn dư luận có sự quản lý để đi vào nền nếp chặt chẽ hơn và có luật đàng hoàng. Theo ông, việc này dự tính sẽ đem lại cho nhà nước nguồn thu hàng trăm tỷ đồng. Theo Vietnamnet, tranh chấp giữa những người yêu thể thao cuồng nhiệt là không thể tránh khỏi, vì vậy đặt cược niềm tin là cách giải quyết tranh chấp hữu hiệu nhất. Trong khi hàng triệu người vẫn mua xổ số thì cá cược bóng đá cũng chỉ là một ngành giải trí dựa vào may rủi. Tác giả bài báo nhìn nhận hợp pháp hóa không thể triệt để xóa đi được các hệ thống hoạt động ngầm lách luật, nhưng sẽ giảm thiểu được các hoạt động trái phép của họ. Quyền lợi của người chơi cũng được bảo vệ trước pháp luật. Tuy vậy, nhưng báo giáo dục lại chỉ ra rằng hợp pháp hóa cá độ là lợi bất cập hại, trước hết vì không ai bảo đảm được sau khi hợp pháp hóa thì nhà nước có thể kiểm soát được các tệ nạn kèm theo với cá độ. Hơn nữa, số tiền do nhà nước khống chế không thể thỏa mãn những người quen chơi lớn và những đường dây bất hợp pháp do đó mà tồn tại. Tờ báo cho rằng bên cạnh một số ít các nước hợp pháp hóa cá độ như Anh hay Singapore, những cường quốc như Mỹ vẫn tiếp tục coi cá độ là bất hợp pháp. Khác với quan điểm thận trọng trên, báo Tiền Phong trích đăng An ninh Nhân dân khẳng định cần phải có cái nhìn thẳng vào vấn đề hợp thức hóa cá độ, mặt tích cực của nó, chứ không nên chỉ cảnh giác quá mức đối với một loại hình đã được nhiều nước áp dụng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng thế giới ngầm sẽ vẫn cứ tồn tại song hành với hình thức cá độ hợp pháp, nhưng tiêu cực sẽ giảm. Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với những được và mất để điều chỉnh dự luật cho phù hợp. Cảm ơn các bạn, và như vậy chúng ta cũng đã điểm qua về tình hình của việc cá độ hợp pháp ở trong đoạn phóng sự vừa rồi. Còn bây giờ chúng tôi muốn được mời những người rất quan trọng của ngày hôm nay, đó chính là hai đội chơi.